Chào các bạn, hôm nay Nhật Thanh nói một cái đề tài cũ mình đã từng làm qua rồi. Nhưng mà có lẽ rằng cái đề tài này mới với một số bạn. Đó là giống như là tới cái mùa vụ rồi mình rất là sợ. Đó là cái gì các bạn? Nào là sóc phá cây nè, rồi chuột ăn trái của mình trồng. Bởi vậy mình rất là sợ. Nên trước khi vào mùa vụ cây giống như là cây cối mọc xum xuê thì mình làm như thế nào để bảo vệ những cái cây của mình? Và ha, Nhật Thanh á, có một cái suy nghĩ như vậy nè. Thí dụ á, cái khu nào các bạn trồng cây ăn trái á, giống như là rau, rau thì mình có thể trồng ở ngoài. Chuột với là sóc nó không có phá rau. Nhưng mà đối với những giống như trái cà, trái ớt hay là những cái gì á, cái cây nào mọc trái á, thì sóc với chuột nó rất là thích các bạn. Bởi vậy á, nếu mà ha, mình trồng những cái cây ăn trái như vậy thì Nhật Thanh sẽ trồng trong cái khu cái lưới của mình mới làm đây, thì mình bảo vệ rất là dễ. Và cái cách bảo vệ như thế nào, đó là Nhật Thanh nó sẽ sử dụng cái này các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái lưới này không, và Nhật Thanh cũng xin nói là thật rõ là trong Lowe Home Depot hay là trong Walmart gì ạ, Nhật Thanh thấy chỗ nào cũng có bán. Và cái đối với lại cái bịch này á, thì các bạn có thể thấy nè, bề rộng á, thì 7 feet mà chiều dài cho tới 100 feet luôn các bạn, rất là dài và chỉ có 20 đồng một bịch này thôi. Nhật Thanh là xưa mua cái này on sale các bạn, tại vì cuối mùa trong Walmart họ hay on sale, thì mình muốn nhớ rằng á, không lầm thì mình mua cái này khoảng chừng 7 đồng thôi, cũng rất là rẻ luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái này các bạn. Nhật Thanh hôm nay sẽ chia sẻ các bạn bảo vệ cái khu vườn mình như thế nào nha. Mình quay cho các bạn thấy rõ cái tên cái này. Mình nhớ rằng có bạn từng nói với mình rằng á, khi mà mình giăng cái lưới thì bị chuột với lại sóc á, cắn đứt cái lưới, cho dù cái lưới đó nó dày gấp mấy. Nhưng mà đặc biệt cái lưới này các bạn, chính vì nó không dày và nó rất mỏng và dai, nên các bạn nghĩ đi, giống như mình á, mà cắn cái sợi dây cước đâu có phải dễ đâu. Cái sợi dây cứng mình còn cắn, mình có thời gian cắn, cắn từ từ nó đứt. Nhưng mà chính vì cái sợi này á, nó quá mỏng và nó dai, nó lại chồng chờn nữa các bạn. Khi mà mình bám, con sóc nó bám vô hay con chuột nó bám vô thì nó sẽ tự động nó tuột xuống, nó không còn cái lưới dày quá, cái lưới nó dày quá và nó có cái độ bám rất là dễ. Bởi vậy con sóc với con chuột nó rất là giống như là nó đứng trên đó và nó có thời gian để cắn. Còn cái này các bạn nghĩ đi, nó chồng chền như vậy, làm sao con chuột với con sóc nó đứng trên cái lưới mà để từ từ nó cắn? Rất là khó nha các bạn. Và Nhật Thanh đã từng xài qua cái miếng lưới này bảo vệ rất là lâu rồi, thì không, mình thấy là không có chuột với sóc phá. Khi các bạn giăng cái lưới thì mình đừng có giăng thấp quá, tại vì cái con sóc nó nhảy rất là cao. Bởi vậy mình canh, khi mình canh lên khoảng 3 hay 4 feet theo Nhật Thanh thì các bạn giăng lưới khoảng tới đây nè, để cho con há sóc nó đừng có nhảy tới.
cái miếng lưới này à, các bạn nhét vô phía bên trong cái miếng sắt á, cho nó gọn rồi mình để xuống. Mình á, kiếm cái kẹp các bạn, mình kẹp lại ngay cái chỗ giáp nối, và khi á, mình muốn đi vô cái khu trồng cây của mình á, thì mình chỉ cần tháo cái này ra thôi là mình đi vô. Các bạn quên nhớ nha, đừng có quên, để mình á, đi vô mình vướng cái mình té đó, mình nhớ rằng mình có giăng cái lưới. Thì các bạn thấy nè, mình giăng những cái lưới này, phải nói cái miếng này á, nó rất là dài 7 feet mà cái chiều cao này khoảng chừng 3 feet rưỡi à, nên á, khi mình giăng á, mình gấp đôi lại các bạn. Chứ một là các bạn không muốn xài gấp đôi thì mình có thể cắt ra, nhưng mà mình thấy á, cắt mất công lắm, thôi mình gấp đôi lại mình giăng luôn. Và cái phần dư mà ở dưới gốc á, thì mình nhét xuống trong cái chân này thôi. Các bạn thấy không, cái lưới này rất là chồng chềnh. Con sóc mà khi mà nó muốn nhảy lên nó bám vô là nó chuột chân. Các bạn để ý đi, con sóc với con chuột nó rất là nhát, khi mà nó bám vô cái gì mà bị chồng chềnh hay là làm cho nó giật mình một cái là nó chạy liền, nó không bao giờ nó trở lại. Nếu mà mình che từng cái chậu á, rất là mất công. Còn thí dụ mà các bạn đã có cái dàn lưới như mà Nhật Thanh đã từng chia sẻ làm cái dàn này rồi, thì á, mình mua thêm cái miếng lưới này các bạn, mình giăng xung quanh và mình máng vô trong cái những cái cây sắt này, thì bảo đảm các bạn trồng trái cà, trái dưa leo, trái gì các bạn cũng không sợ sóc với chuột nó ăn nữa. Chỉ trừ khi các bạn làm cái dàn dưới những cái cây lớn thì con sóc nó mới nhảy lên trên cái đỉnh lưới và nó đi xuống. Chứ nếu mà mình trồng ngay chỗ trống như chỗ nhà Nhật Thanh như vậy thì bảo đảm sóc với chuột không có cách nào mà vô được trong cái khu trồng cây của mình và phá những cây ăn trái. Mình nói rằng là rất là khó luôn. Các bạn có thể thấy nè, cái lưới của mình cột cái dây kẽm lại dính rất là chặt và rất là tốt luôn. Bên hông đây mình cột thêm một cái nữa, và dưới chân mình cột một cái. Tổng cộng một cái vòng cung này mình làm tới 5 cái dây kẽm nữa cho nó chắc chắn. Và từ rày về sau các bạn trồng cây rất là thoải mái, và mình không phải là nhức đầu mình suy nghĩ mình phải đối phó những cái con này như thế nào nha các bạn. Trường hợp nếu mà mình giăng trên xi măng á, thì mình không có những cái cột sắt thì mình làm sao, thì các bạn có thể mình lấy cái đầu kẹp á, mình kẹp cái lưới lại thôi. Nếu không thì các bạn có thể sử dụng những cái sợi dây mũ này nè, mình mua mình cột lại rất là tiện các bạn. Mình cột lại vậy vậy thôi, xong mình lấy cái kéo mình cắt cái này đi, vậy là xong. Còn á, trường hợp á, mình trồng cái cây trong từng cái chậu nhỏ mà mình không có cái dàn giống như là cái dàn hàng rào như vậy, thì mình muốn che thì mình che như thế nào, thì các bạn có thể sử dụng cái đồ dựng cà các bạn. Cái này nè, dựng cà dựng ớt mình để lên mình làm cái dàn. Chẳng hạn đây là cây ớt của mình trồng đi, thì mình dựng lên ở đây một cây, xong rồi mình dựng bên đây một cây nữa. Cái này các bạn có thể phủ từ trên phủ xuống hay là mình phủ ngang, tùy theo mình thôi. Thì Nhật Thanh chỉ làm thí dụ cho các bạn xem. Rồi sau đó mình làm cho gọn lại, mình kẹp ngay cái dưới miệng chậu, hay là các bạn kẹp sau để cho chuột nó đừng có vô. Mình phải nói rằng mình đã từng sử dụng cách này qua rồi các bạn, rất là an toàn luôn á. Còn nói tới cây ăn trái, nhiều khi cây ăn trái của mình trồng rất là sát hàng rào,
Chẳng hạn như nhà Nhật Thanh đây nè, mình trồng sát hàng rào như vậy thì cái con sóc nó nhảy qua đây rất là dễ các bạn. Nó nhảy, nó bám lên cái cây của mình rất là dễ luôn. Bởi vậy mình làm cách nào thì cũng cái lưới đó các bạn, mình giăng lên những cái cành này và mình rủ xuống. Mình rủ xuống dưới đây, nhưng mà tại vì mình không cho nó phết dưới đất, nó rất là giống như lượm thượm, nên mình nó sẽ khi mà xuống dưới đây rồi á, mình sẽ túm nó lại và mình cột nó ở dưới đây các bạn. Khi bây giờ cái cây của mình á, nó chưa có mọc lá, nó đâm chồi ít nên á, mình làm rất là dễ, nhưng mà nó đâm nhiều quá rồi á thì mình rất là khó làm nữa. Con sóc với con chuột mà nó đi từ dưới đất mà nó đi lên á, thì mình làm rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình chỉ sợ nhất là ngay cái hàng rào này nó nhảy qua đây á, mới là đáng sợ đó. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm khi mình trồng cây cây ăn trái á, thì Nhật Thanh nó ít khi nào trồng sát hàng rào lắm. Mình ngừa cái trường hợp chuột với sóc nó nhảy qua các bạn, và tránh gần những cái cây quá lớn thì nó nhảy từ cây lớn nó qua cây nhỏ. Bởi vậy mình tránh, và cây á, mình trồng có một cái sự cách khoảng á, thì nó không có thể nào nó nhảy từ cây này sang cây khác được. Bởi vậy khi mà mình đặt cái cây xuống, nhiều khi Nhật Thanh đặt cái cây xuống mình cũng suy nghĩ rất là nhiều đó. Mình sẽ dùng cái lưới này mình máng, thí dụ các bạn có cầu thang á, mình chỉ làm thí dụ cho các bạn xem thôi, chứ bây giờ Nhật Thanh không có cầu thang để leo lên tới cái đỉnh của cái nhánh tuốt ở trên kia, thì mình chỉ làm thí dụ các bạn. Thì mình máng vô đây nè, vô cái nhánh của mình. Mình máng vô cái hướng hàng rào á các bạn. Thì khi á mình bật như vậy, khi mà cái con sóc á, nó đụng cái miếng, nhảy qua cái miếng lưới thì nó sẽ rớt xuống, nó không có bám vô được cái cây của mình. Mà nếu mà các bạn muốn giăng á, thì giăng cao lên một chút xíu, tránh cái hàng rào nó nhảy qua. Mình giăng xung quanh như vậy. Các bạn có thể thấy nè, cái miếng lưới nó rất là bảo vệ cái cây rất là chắc chắn luôn. Tới gốc này á, mình cột lại. Mình dùng cái sợi dây này mình cột đỡ cho các bạn xem thôi. Nhưng tới khi á, mình sử dụng thì các bạn á, sử dụng cái sợi dây khác nha, sợi dây kẽm hay sợi dây gì đó. Thì các bạn nghĩ đi, con sóc, con chuột khi mà nó nhảy lên trúng cái lưới này nó chồng chềnh thì nó sẽ rớt xuống. Không có cách nào mà nếu mà nó đi từ gốc lên á, không có cách nào mà nó đi lên cái cây của các bạn được hết trơn á. Không có cách nào. Mình chỉ sợ nhất là từ cái cây này nó nhảy qua cái cây khác thôi, chứ nếu mà đi dưới gốc lên á thì chắc chắn nó sẽ không đi được.
Còn hàng rào á, từ hàng rào này mà nhảy qua thì mình trị cũng rất là dễ. Mà mình chỉ sợ nhất là những cái cây lớn như cây này nè, rồi cái nhánh nó chỉ qua cây ăn trái của mình rồi nó nhảy xuống cây ăn trái của mình thôi. Thì hôm nay á, Nhật Thanh chia sẻ cách giống như là mình bảo vệ cái cây ăn trái của mình như thế nào, rồi rau quả của mình như thế nào không bị sóc, không bị chuột ăn nha các bạn. Thôi, Nhật Thanh xin ngưng ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye mọi người, bye bye.